Wow anh Lân ơi. Anh tính wow chưa wow, em wow trước. Lấp lánh nên là em wow đúng không? Dạ đúng rồi. Nhẫn nam hay nhẫn nữ mà đẹp quá vậy anh? Đây là chiếc nhẫn dành cho nam, mà cũng có thể là unisex được luôn, bởi vì mẫu này nhỏ gọn. Nhưng mà đặc biệt là chiếc nhẫn này nó chiếu quá em, anh không rời mắt được luôn. Anh muốn ngắm mãi, bởi vì càng ngắm càng thích. Cũng là kim cương, nhưng đây là những viên kim cương mà mình tuyển chọn từng viên một để nó đồng nhất với nhau về kích thước những viên nhỏ này em. Những thông số mình chọn cho những cái viên kim cương nó đẹp nhất để chi, để khi mình hoàn thiện trên vỏ nhẫn này, để cho cái vỏ nhẫn này giá trị, khi kết hợp với một viên kim cương chủ nữa thì cái giá trị của viên kim cương này tổng thể sẽ đồng nhất với nhau đẹp. Chứ nhiều cái vỏ nhẫn mà mình không có đầu tư về sự thẩm mỹ tinh tế, mình làm cho có làm thì những hộp nhỏ này nó lôi nhô, hộp to hộp nhỏ, hoặc là hộp sáng ít hộp sáng nhiều, thì một số người thì sẽ đeo không để ý. Nhưng mà khi mà mình mê kim cương, mình đeo mình ngắm hoài, mình nhìn thấy sự khác biệt ngay. Nếu những viên nhỏ nó sáng chiếu mà cái hộp giữa nó bị vàng, nó không cân đối thì cũng không tinh tế. Vì đây là đồ cao cấp nên nó phải hoàn hảo tinh tế từng chi tiết, từng chất lượng vàng nguyên khối AO750. Đây là vàng nguyên khối với công nghệ nén vàng không bọt không xốp, vì vậy vàng luôn luôn chắc nặng. Dạ, và chiếc nhẫn này giá trị tầm bao nhiêu anh ha? Cái giá trị của chiếc nhẫn này á, thì cái vỏ nhẫn này là hơn 100 triệu cộng với viên chủ này. Viên chủ này thì 54, mà nước này là nước D lận em, những thông số đẹp. Cái viên này nó lên quanh trên 60 triệu đồng, từ 54 là được chạy nhất bởi vì nhiều người sử dụng ở mức giá hợp lý. Còn những viên to hơn 63, 72, 81 vân vân thì giá trị sẽ tăng theo viên chủ đó. Hãy đến với Kỳ Lân Luxury để chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất với tiêu chí chất lượng luxury của Kỳ Lân, và cũng là một trong những tiêu chí của tất cả những hãng về đồ cao cấp xa xỉ trên toàn thế giới, đặc biệt là đến từ đất nước Thụy Sĩ. Kỳ Lân thân ái kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo.